Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong cái bài tổng nhiều số thập phân, trang 64, 65, 66, sách thực hành môn toán lớp 5, tập 1. Và các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 5, thầy đã làm chúng ta rất là đầy đủ, rất là chi tiết về sách đại trà, sách VN hay là mô hình trường học mới, vở, bài tập tập 1, tập 2, luyện toán tập 1, tập 2 và những cái đề kiểm tra giữa kỳ 1, giữa kỳ 2, cuối kỳ 1, cuối kỳ 2. Tất cả thầy đã làm chúng ta đầy đủ ở trên kênh. Các em tìm để các em học nha. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 64. Chúng ta cùng vào cái tiết học hôm nay. Rồi, trước hết chúng ta sẽ điểm qua về vấn đề lý thuyết này. Tính tổng nhiều số thập phân thì ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân. Như vậy thì trong cái bài trước là các em đã học về tổng hai số thập phân rồi, đúng không? Đó, vậy thì ở đây người ta cho mình ví dụ này. Ví dụ chúng ta có ba cái chữ số thập phân cộng với nhau này, 11,52, 6,81, 7,79. Vậy thì chúng ta này đặt tính và tính như cộng hai số thập phân. Đó, vậy thì chú ý về cái cách đặt tính thì chúng ta phải chú ý về phần nguyên và phần gì? Phần thập phân của các cái chữ số này. Sau đó chúng ta sẽ cộng lần lượt, đúng không? Cộng từ bên tay gì? Tay phải sang. Đó, cứ là cái phần thập phân nhỏ nhất cho đến gì? Phần thập phân sát với gì? Sát với dấu phải này nè. Đó, tức là chúng ta cộng từ bên gì? Bên tay phải sang. Được chưa các em? Đó. Vậy thì giống như tổng hai chữ số thập phân thì nhiều số thập phân cũng sẽ có tính chất kết hợp. Đó, trong bài trước chúng ta đã biết này, tính chất kết hợp của hai số thập phân là A cộng với B thì sẽ bằng B cộng với gì? Cộng với A. Vậy thì ở đây nè, thì tính chất ở đây cũng có tính chất kết hợp này, một tổng cộng với bằng một số này thì cũng sẽ bằng một số cộng với gì? Một tổng. Đó, được chưa các em? Đấy, vậy thì chúng ta chú ý cái này để chúng ta làm các cái bài tập. Và đặc biệt em nào mà có thi giải toán ở trên mạng ấy, thì cái tính chất này rất là quan trọng để cho các em gì? Tính toán cho nó nhanh nhá. Bởi vì khi chúng ta thi trên mạng thì ngoài cái việc tính đúng này còn tính về gì? Thời gian nữa đấy các em. Rồi, chúng ta sẽ đến với phép tính đầu tiên. Thì yêu cầu mình là đặt tính rồi tính. Vậy chúng ta có 3 chữ số thập phân. Thì chú ý ở đây chúng ta có phần nguyên là 34, đây là 7, đây là 12. Vậy thì cái số thứ hai này này, nó chỉ có mấy? Một số phần nguyên thôi. Chúng ta chú ý để chúng ta đặt nha. Rồi, 34 nè, phẩy nè, 5 nè, cộng với nè, đây là gì? 7,56, 7 nè, phẩy 5, 6 nè. Rồi, bao nhiêu các em? 12, ở đây phần nguyên lại hai chữ số này, 12,8. Được chưa? Đó, sau khi chúng ta đặt cái phép tính xong thì chúng ta gì? Cộng giống như cộng hai số thập phân bình thường thôi. Thầy sẽ kẻ luôn cả ba phép tính này nhé. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành cộng này. Như vậy đây là 0 đúng không? 0 cộng 6 là 6, 6 cộng 0 vẽ bằng gì? Bằng 6 này. Được chưa? 5 cộng 5 là 10, 10 cộng với 8 là 18, viết 8 nhớ 1 này. Được chưa? 4 cộng với 7 bằng 11, 11 cộng với 2 là 13, 13 chúng ta nhớ 1 này. Là mười mấy? 14, viết 4 nhớ gì? Nhớ 1. Được chưa? Rồi, chúng ta có thể nhớ luôn, hoặc là chúng ta cộng xong chúng ta nhớ, hoặc là nhớ trước cộng sau. Rồi, 1 nhớ 1 là 2, vậy thì 3 cộng 2 sẽ bằng 5. Dấu phẩy thì cũng giống như cộng hai số thập phân. Thì chúng ta sẽ đếm xem số hạng thứ nhất phần thập phân có 1, số hạng thứ hai phần thập phân có 2, số hạng thứ ba phần thập phân có 1. Vậy chúng ta sẽ lấy phần thập phân của tổng với phần thập phân của số hạng mà có nhiều nhất. Vậy thì đây có hai chữ số đúng không? Các em đếm sang này, 1, 2 sẽ bằng 54,86. Hiểu chưa? Rồi, câu B nhé. Xin lỗi các em, câu tiếp theo. 17,335 cộng với nè 4,37, 4,37 nè, đây là mấy? 9,4, 9,4. Rồi, cộng 5 cộng với 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1 nè. Các em có thể nhớ luôn đây nhé, 3 này nhớ 1 là 4 nè. Thì 4 cộng 3 là 7, 7 cộng với 4 là 11, viết 1 nhớ 1. 7 này nhớ 1 là 8, vậy thì 8 cộng 4 là 12. 12 cộng với 9 là bao nhiêu các em? 21, đúng không? Viết 1 nhớ gì? Nhớ 2. Đó. 1 nhớ 2 sẽ là 3. Được chưa? Vậy thì dấu phẩy nè. Hai chữ số 1 chúng ta sẽ lấy là hai chữ số. Được chưa? Xong nhá. Rồi, sang phép tính tiếp theo. 0,07 nè, cộng với nè 15,8. Chú ý đây là phần nguyên lại là hai chữ số này. 15,8 này. Đây là 4,87. 4,87. Rồi kem cộng. 7 cộng 7 bằng 14, viết 4 nhớ 1 này. 8 này kem nhớ 1 là 9, vậy thì 9 cộng với 8 là bằng mười mấy? 17, viết 7 nhớ 1. 5 này nhớ 1 là 6, vậy thì 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ gì? Nhớ 1. 1 này nhớ 1 là 2. Rồi chúng ta sẽ xem là 2, 1, 2, vậy các em đếm 1, 2. Được chưa? Xong nhá. Rồi sang bài số 2. Tự yêu cầu mình điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc dấu bằng vào những cái chỗ chấm ở đây. Vậy thì các em quan sát cái phép so sánh thứ nhất này, đây là một tổng này, đây là một gì? Một số này. Vậy thì chúng ta có thể cộng cái tổng này lại này. 4,5 cộng 7,8 cộng với 2,5. 5, 8, 13, 13 với 5, 18, viết 8 nhớ 1, 4 này nhớ 1 là 5. 5 cộng 7, 12, 12 với lại 2 là 14, như vậy đây bằng bao nhiêu? 14,8. 14,8 so với 14,8 thì đây sẽ làm sao các em? Bằng nhau. Được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tính cái tổng ở bên này và so với 25,9, đúng không nào? 12,4 này, 9,7, 4,8, các em cộng. 7, 4, 11, 11 với 8 là 19, viết 9 nhớ 1. 2 nhớ 1 là 3. 9 cộng 3, 12. 12 với lại 4, đúng nào? 2 với 1 là 3 này. 3 với 9 là 12. 12 với 4 là mười mấy? 16, đúng không? Viết 6 nhớ 1. 1 nhớ 1 là 2. Như vậy sẽ bằng bao nhiêu? 26,9 so với 25,9 thì phần nguyên 26 lớn hơn gì? Phần nguyên đây. Được chưa? Xong nhá. Rồi, sang phép tính ở đây. Các em quan sát này. Đây là cách chúng ta sẽ làm nhanh này các em. Ở đây có 3 số hạng. Đây cũng có 3 gì? Số hạng này. Số hạng thứ nhất chúng ta làm theo quy tắc là loại trừ này. 4,8, 4,8 là bằng nhau này. Được chưa? Đây có 5,2, 5,2 bằng nhau này. Vậy thì đây là 3,1, đây là 4,1. Vậy chúng ta thấy 3,1 này nhỏ hơn 4,1. Hai số hạng này bằng nhau rồi, cái số hạng ở giữa đây này là 3, đây là 4. Vậy thì rõ ràng không cần tính kết quả, chúng ta xác định được ngay bên này sẽ gì? Lớn hơn, đúng không? Đấy là mẹo nhé các em. Rồi tương tự như vậy ở đây. Chúng ta vừa áp dụng công tính chất giao hoán A cộng B cộng gì? Cộng C, đúng không? Đúng là đó. Thì nó sẽ bằng cái gì? Sẽ bằng cái gì các em? Sẽ bằng A cộng với B cộng với gì? C, đúng không? Đấy, vậy thì ở đây là A cộng B cộng C thì sẽ bằng A cộng với B cộng với gì? Cộng với C thôi, đúng không? Vậy thì rõ ràng nhìn thấy 3 số hạng này có thay đổi không? Có thay đổi, đúng không? Vậy ở đây nè, 3,2, 3,2, 8,5, 8,5, đây là 6,8, đây là 8,8 nè. Vậy thì rõ ràng là 8,8 sẽ lớn hơn gì? 8,8 này sẽ lớn hơn gì? 6,8. Do đó ở đây anh nào sẽ lớn hơn? Anh này sẽ lớn hơn. Đấy, chú ý về cái cách mà chúng ta làm nhanh những cái bài toán dạng như thế này các em nhé. Đó, nhiều khi có những bài chúng ta phải tính ra tổng, nhưng mà có những bài chúng ta chỉ gì? Chỉ làm phương pháp loại trừ mà thầy vừa nêu đó. Rồi đến bài số 3. Tính bằng cái cách thuận tiện nhất. À, vậy thì người ta cho mình này. Thì cách thuận tiện nhất, kể cả bên số tự nhiên cũng như là thập phân, thì chúng ta chú ý về cái dạng tròn trục, đúng không? Áp dụng công thức thôi, A cộng B cộng C, đúng không? Vậy thì đây chúng ta thấy tận cùng là 6 nè, phần gì? Phần trăm nè. Đây là 9 nè, đây lại là gì? 4 nè. Vậy thì chúng ta sẽ áp dụng tính chất để giao hoán, đúng không? Các em sẽ đổi chỗ nè, 2,36 nè. Các em cộng với 17,64. Đó, chúng ta đưa nó vào trong ngoặc rồi cộng với 8,79 chúng ta đưa ra. Được chưa? Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép tính ở trong ngoặc này. 2,36 cộng với 17,64. 46 là 10 với 0 nhớ 1. 3 nhớ 1 là 4, 64 là 10 với 0 nhớ 1. 2 này nhớ 1 là 3, 73 là 10 với 0 nhớ 1, 1 nhớ 1 là 2. Vậy thì đây sẽ bằng 20,00. Chúng ta sẽ ghi là còn bao nhiêu? 20 cộng với mấy? Cộng với 8,79. Vậy thì đến đây chúng ta cộng nhẩm được rồi, đúng không? Phần nguyên nè, 20 cộng với 8 là 20, 28 phải bao nhiêu các em? 79. Được chưa? Đấy, chú ý về cái cách mà chúng ta làm như vậy nha. Rồi đến câu B thì chúng ta cũng chú ý về chữ số này, 28 này, 5 này. Được chưa? Đấy, các em đổi chỗ. 45,92 cộng với 14,08 cộng với bao nhiêu? 18,75. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái gì đây? Cộng vào trong ngoặc. 45,92 cộng 14,08. 2 với 8 là 10 với 0 nhớ 1, 9 nhớ 1 là 10 với 0 nhớ 1, 5 nhớ 1 là 6, 64 là 10 với 0 nhớ 1, 4 nhớ 1 là 5, vậy thì 5 cộng với 1 sẽ là 6. 6 gì? 60. Được chưa? Đây sẽ bằng 60 cộng với 18,75. Rồi chúng ta cộng giống như bên. Ta chỉ cộng phần nguyên trước, 60 cộng với 18 thì sẽ bao nhiêu? 70, 78 phải bao nhiêu? 70, 75. Được chưa các em? Rồi. Máy quay của thầy nó cứ bị xéo xéo rồi, nó bị dịch chuyển. Tại vì giờ nó cũng muốn đòi tiền đó các em. Rồi câu C. 26,75 cộng với 1,79 nè. Đấy, chúng ta chú ý nè. Đây là 5 này, đây là 7 nè. Ta chú ý về cái số nha, đây là 3 chữ số. Đây có 3 chữ số nè. Đấy thì chúng ta chỉ lấy đến 2 này. Đấy, vậy thì nhóm cái anh này 3 chữ số, anh này 3 chữ số này, hai anh này mấy? 2 chữ số với nhau. Đúng không? Chúng ta sẽ nhóm thành mấy? Hai nhóm. 26,75 các em cộng với anh này, đúng không? 13,25 cộng với bây giờ đây là 1,279 cộng với 1,721. Được chưa? Đó, các em nhớ viết nhỏ nhỏ lại nhé. Giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ cộng hai cái tổng này vào thôi. 26,75 các em cộng với 13,25. Được chưa? 6 với 4 cũng là 10, 0 nhớ 1. 3 cộng 1 là 4, vậy thì đây sẽ bằng bao nhiêu? 40 nè. 40 nè, được chưa? Rồi chúng ta cộng bên này. 1,279 cộng với 1,721. Đó. 91 là 10, 0 nhớ 1 nè. 73 là 10, 0 nhớ 1 nè. 3 với 7 là 10 với 0 nhớ 1 tiếp nè. Vậy thì 2 với 1 sẽ là 3. Vậy sẽ bằng 3,000. Thì chúng ta chỉ cần lấy là gì? Là 3 thôi, đúng không? Đó, thì cộng với 3. Được chưa? Đấy, vậy thì kết quả cuối cùng sẽ là 40 mấy các em? 43. Được chưa? Rồi câu D cũng vậy nhá. Đây là 3 chữ số là 6 nè. Đây là 3 chữ số nè. Đấy, các em nhìn thấy luôn rồi đúng không? Rồi nhớ viết nhỏ lại. 10,276 cộng với 9,724 cộng với nè 8,63 cộng với 1,37. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cộng các cái tổng này vào. 10,276 cộng với 9,724. 64 là 10 với 0 nhớ 1, 0 nhớ 1, 0 nhớ 1 luôn. 9 nhớ 1 là 10 với 0 nhớ 1 đúng không? 1 nhớ 1 sẽ là 2. Vậy thì đây sẽ là bao nhiêu? 2 gì? 20 cộng với bên này. Đó, các em tự đặt thôi, rất là dễ rồi. 8,63 cộng với 1,37. 0, 0. 9 với 1 sẽ là mấy? 10. Vậy thì sẽ là 10,00. Tức là cộng với gì? Cộng với 10. Vậy thì sẽ bằng bao nhiêu? 30. Đấy, xong nhá. Chú ý cái bài này cho thầy áp dụng những cái tính chất giao hoán của phép cộng đối với gì? Số thập phân. Rồi xong bài số 4. Một hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 14 à. 14,8, 10 mấy, 12,5 và 18 phải gì? Phải 2, tức là hình tam giác đây. Đó. Vậy thì giờ tính chu vi. Vậy thì tính chu vi hình tam giác ta chỉ việc cộng ba gì? Ba cái cạnh này với nhau thôi, đúng không? Quá dễ, dễ như là ăn kẹo đúng không? Rồi vậy chúng ta sẽ trả lời luôn nhá. Chu vi hình gì? Hình tam giác đó là, quá dễ rồi đúng không các em? Hình tam giác đó là sẽ là bao nhiêu? 14,8 cộng mười mấy, 12,5 cộng với 18 phải gì? Phải 2. Ta cộng ba cạnh lại thôi. 8, 5, 13, 13 với 2 là bao nhiêu? 15, viết 5 nhớ 1. 4 nhớ 1 là 5, 5 với 2 là 7, 7, 8, 15 viết 5 nhớ gì? Nhớ 1, đúng nào? Đấy. 1 nhớ 1 là 2, vậy thì 2 với 1 là 3, 3 với 1 là 4, vậy thì đây sẽ là 4. Dấu phẩy 45 phải mấy? Phải 5. Quá nhanh đúng không? 45,5. Đơn vị là gì các em? Santi. Đó, và các em ghi cho thầy đáp gì? Đáp số. Như vậy thì chu vi của cái này sẽ là 45,5 cm. Được chưa? Đó, rất là nhanh chóng nhá. Rồi, sang cái bài số 5 này. Tính chu vi của hình tứ giác có độ dài các cạnh lần lượt là 7,5 này, 10 mấy, 12,6 này, 9,8 này và 14 phải mấy các em? Phải 5. Đấy, tức là cái hình tứ giác thì nó sẽ có 4 gì? 4 cạnh. Đó, vậy thì độ dài của các cạnh lần lượt như này. Vậy thì tính chu vi thì chúng ta cũng sẽ cộng gì? Tổng 4 cái cạnh này vào thôi, đúng không? Đấy, đơn giản vậy thôi đúng không? Rồi, vậy thì chúng ta sẽ thực hiện và trả lời là chu vi này. Chu vi hình tứ giác đó là, đúng không? Chu vi hình tứ giác đó là, đúng không? Ta sẽ cộng 4 cái cạnh lại. Bao nhiêu? 7,5 này cộng cho 12,6 này cộng với bao nhiêu các em? Cộng với 9,8 này, rồi cộng với 14,5. Đó, các em có thể nhóm lại hoặc là chúng ta cộng luôn cũng được, tùy theo nhé. 5 với 6 là 11, 11 với 8 là mười mấy, 19, 19 với 5 là 24, viết 4 nhớ gì? Nhớ 2. Được chưa? 7 với 2 là 9 này, 9 với 9 là 18, 18 với 4 là 22, 22 nhớ 2 là 24, viết 4 nhớ gì? Nhớ 2. Đúng là các em kiểm tra lại này. 7 với 2 là 9, 9, 9, 18, 18 với 4 là 22 nhớ 2 là 24, 4 nhớ 2, 1 với 1 là 2, vậy giờ chúng ta nhớ thêm 2 nữa sẽ là mấy? Là 4, vậy thì dấu phẩy nè. Xong bao nhiêu? 44 phẩy 4. 44 phẩy 4. Đơn vị đây là gì? Santi. Đó, và chúng ta sẽ ghi 44,4 santi và chúng ta ghi cho thầy là đáp số. Như vậy thì hình tứ giác này có chu vi là 44,4 cm. Được chưa? Xong nhá. Rồi đến bài số 6 nè. Một cái công trường xây dựng nhập về 3 xe xi măng, 3 cái xe. Xe 1 nè, chở được là 3,5 tấn. Xe thứ hai đúng không nào? Là mấy? 3,8 tấn nè. Xe thứ ba, đó, xe 3 là bao nhiêu? 4,2 tấn. Vậy thì giờ ta hỏi đã nhập về bao nhiêu bao? Quá dễ đúng không? Chỉ việc cộng 3 cái số thập phân này vào. Cái này không phải toán lớp 5 nữa mà toán lớp 2 đúng không các em? Vậy chúng ta sẽ trả lời công trường. Các bạn nào mà không làm được những bài toán này là chúng ta phải xem lại nha, cố gắng chúng ta luyện tập lại. Công trường đã nhập gì? Số tấn xi măng là hoặc là số tấn xi măng công trường đã nhập là, cũng vậy nha. Số tấn xi măng là đó. Bao nhiêu? 3,5 cộng 3,8 cộng 4,2. Rồi các em cộng 3 cái số này lại thôi. 5, 8, 13, 13 với 2 là 10, 15 viết 5 nhớ 1, 33 là 6, 64 là 10 nhớ 1 là 10, 11. Vậy thì dấu phẩy nè, đúng không? Sẽ là bao nhiêu? 11,5. 11,5, đơn vị là tấn. Được chưa? Đó, dễ như là ăn kẹo thôi đúng không? Đáp số công trường này đã nhập là 11,5 tấn xi măng. Được chưa? Rồi, đến bài số 7 nè. Một cái khu đất có dạng hình tứ giác, độ dài các cạnh là đó. Hình tứ giác có 4 cạnh đúng không các em? 50,5, 38,6, 20,7, 15,8. Vì đang thi công nên người ta phải dùng những tấm tôn bao quanh khu đất. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu mét tôn? Biết rằng tấm nọ xếp liền với tấm kia và khoảng cách giữa các tấm là không đáng kể. Có nghĩa là cái công trường, ví dụ hình tứ giác là như thế này đi các em. Đấy. Vậy thì bây giờ nè, diện tích của nó đây là những cái số đây đúng không? Vậy thì giờ họ muốn thi công ở đây thì họ phải bao quanh ở đây là tôn này, đúng không? Tất cả các cái cạnh này tôn. Vậy thì bao nhiêu tôn thì chính là gì? Chính là bài toán này thực ra là tính chu vi của cái hình này thôi, đúng không? Đó, vậy chúng ta trả lời đơn giản đúng không? Chúng ta sẽ trả lời là gì? Số mét tôn. Đúng nào? Số mét tôn. Làm sao các em? Cần gì? Cần có để làm gì đây các em? Để làm gì đây? Bao quanh khu đất là để bao quanh khu đất là đó. Sẽ là bao nhiêu? 50,5 này cộng với 38,6 cộng với 20,7 cộng với bao nhiêu? 15,8. Rồi các em cộng lại cho thầy xem bằng bao nhiêu. Rồi 5, 6, 11, 11 với 7 là 18, 18 với 8 là 26, với 6 nhớ 2, 0 với 8 là 8, 8 với 0 vẫn là 8, 8, 5, 13, 13 nhớ 2 là 15, viết 5 nhớ gì? Nhớ 1. Được chưa? 5 với 3 là 8, 8, 2 là 10, 10 với 1 là 11, 11 nhớ 1 là 10, 12, vậy thì dấu phẩy nè. Vậy thì cần bao nhiêu? 125,6 nhá. 125,6 mét. Đúng chưa? Và chúng ta ghi đáp số cho thầy. Đáp số như vậy chúng ta cần là 125,6 mét gì? Mét tôn. Được chưa? Đó, như vậy đến đây chúng ta đã thực hiện xong cái bài tổng nhiều số thập phân. Và các em nhớ đừng quên chia sẻ cái video này và kênh của chúng mình cho các bạn đang học ở trong lớp, trong trường nha. Bye bye.